Phúc Luân xin kính chào mọi người nha. Thì hôm nay Phúc Luân có cái đầu máy TG20 Kawasaki nè. Phúc Luân đầu này Phúc Luân bán cho mọi người là 650 bao ship. Đó, còn này thì bao mới cho mọi người luôn. Mới lắm, mới cáo luôn nha mọi người. Mới, cực kỳ mới. Con này 95% đó mọi người. Đấy, con này là Kawasaki TG20. Máy này máy Nhật bố nhỏ tum rời nè, mọi người nhìn nè. Đó, mới ác luôn. Con này quá ác. Đấy, con này thì mọi người mua về lắp bình xuống được, lắp mấy cỏ cũng được. Con này vú bơm lớn nha, bình xăng vú bơm lớn thì xài ngon lắm nè. Con này thì em sẽ gắn vú bơm cho mọi người nha. Rồi phần còn lại sẽ bao hơi lửa ngon lành cho mọi người, về là chỉ việc nổ máy và xài thôi ha. Đấy, máy móc cực kỳ đẹp. Rồi, mọi người mua hàng liên hệ trực tiếp vào số điện thoại 0344341710 để đặt hàng nhé. Đấy, bên em ship hàng toàn quốc thì bây giờ các cửa đã thông thương hết rồi, đã gửi hàng thoải mái rồi, cho nên là mọi người cứ đặt hàng. Rồi, nhiệm vụ sau đó em gửi hàng rồi mọi người nhận hàng thôi. Đấy. Rồi, quá đẹp luôn. Rồi thì hôm nay đầu tuần thì kính chúc cho cả nhà có một nguyên một tuần vui vẻ. Rồi, bye bye cả nhà.